Sau bao nhiêu năm thì nghi vấn hẹn hò của Thiệu Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP vẫn luôn là một trong những chuyện tình được bàn tán nhiều nhất showbiz. Không chỉ vì họ là những ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, mà còn vì khoảng thời gian cả hai đã đồng hành, âm thầm ủng hộ nửa kia trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Sau gần 8 năm thì khán giả luôn hy vọng sẽ được chứng kiến cái kết đẹp của cặp đôi như cách Sơn Tùng từng khẳng định. Tôi muốn là người cuối cùng cầm tay em, trao cho em chiếc nhẫn đính hôn khi ta 28 tuổi. Thế nhưng, cuộc đời không giống như chuyện ngôn tình. Giờ đây, Sơn Tùng và Thiệu Bảo Trâm dường như đã kết thúc. 8 năm thanh xuân, 8 năm cứ ngỡ là mãi mãi, đã kết thúc khi Sơn Tùng chính thức unfollow Thiệu Bảo Trâm giữa nghi vấn chia tay. Cũng từ đó, Hải Tú trở thành sao nữ V-Biz duy nhất được nam ca sĩ theo dõi ở hiện tại. Giữa những tiếc nuối và quan điểm của netizen trong những ngày qua, thì mới đây hai gia đình được dân mạng yêu thích Trường Giang Nhã Phương, Đông Nhi ông Cao Thắng lộ ra những hình ảnh đáng yêu và vô cùng hạnh phúc cũng khiến cư dân mạng thích thú. Nhã Phương gây sốt mạng xã hội khi lần đầu tiên công khai gần hết diện mạo của con gái đầu lòng. Nữ diễn viên đăng ảnh màn hình tin nhắn với Trường Giang và hé lộ luôn ảnh selfie của chồng và con gái. Dù chỉ lộ nửa mặt, nhưng bé Destiny khiến cho netizen rần rần vì quá đáng yêu. Trong khung hình, bé Destiny nằm gọn trong vòng tay bố, miệng cười tươi tắn. Không chỉ khoe ảnh con gái, Nhã Phương còn tiện bóc luôn lời Trường Giang tố vợ thằng đét. Xin hãy sống có trái tim, con tôi bị đưa đi, trợ lý của tôi bị đưa đi. Tôi một mình và không có tiền trong người, tôi không còn gì ngoài hơi thở. Trường Giang than trời khi Nhã Phương đi làm xa. Hóa ra đây chính là tin nhắn Trường Giang đã gửi đến Nhã Phương trong lúc cô nàng đang dự đêm gala WeTrust Award 2020. Nhã Phương khéo léo che đi nửa mặt của cô bé trong lần hé lộ ảnh cận mặt của con gái. Trước đó, Nhã Phương cũng từng chia sẻ ảnh của con gái nhưng chụp từ phía sau. Ngay vào tối ngày 24 tháng 1, Trường Giang đã khiến người hâm mộ xỉu ức xỉu đau khi tung clip đưa con gái đi du lịch Đà Lạt. Dựa vào clip có thể thấy ái nữ Destiny đã chặt chỉnh bước đi, bé còn rất lanh lợi khi cùng bố tập đếm thành thạo từ 1 đến 10. Sau khi hoàn thành thử thách đếm số của bố Trường Giang, thì bé Destiny còn tự vỗ tay tán thưởng khiến Nhã Phương thích thú cười ra tiếng. Đặc biệt, Trường Giang và Nhã Phương còn hiếm hoi khoe khoảnh khắc lộ sương sương khuôn mặt của con gái đầu lòng trước công chúng. Nhìn cách nam danh hài mười khó chăm con lại biết anh yêu và chiều chuộng ái nữ đến mức nào. Trên trang cá nhân thì Trường Giang còn mượn lời bài hát cho con để nhắn nhủ con gái. Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa. Mẹ sẽ là cành hoa, cho con cài lên ngực. Dưới phần bình luận, người hâm mộ vô cùng thích thú với khoảnh khắc bình yên của gia đình Trường Giang. MC Quyền Linh phải thốt lên, đừng có đi. Em Nhã Phương tận hờn ra mặt vì con gái xem mẹ là người vô hình khi bố Trường Giang đi làm về, cũng như là khi Trường Giang được mạng xã hội truyền nhau những hình ảnh đáng yêu của anh và con gái nô đùa trên sân thượng nhà. Nhã Phương là tay hòm chìa khóa của gia đình, Trường Giang đi làm được bao nhiêu gửi hết về cho vợ. Cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng Nhã Phương khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Một cặp đôi được mạng xã hội vô cùng yêu thích nữa đó chính là gia đình của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Trong tập vlog mới nhất của mình thì Đông Nhi đã vô cùng tự hào khi chia sẻ lại khoảnh khắc mà ông Cao Thắng chăm chỉ làm việc nhà, làm ông bố bỉm sữa. Từ sau khi chào đón đứa con đầu lòng thì ông Cao Thắng chính thức gia nhập vào hàng ngũ những ông bố nghiện con của showbiz Việt. Nam ca sĩ luôn chăm chỉ chia sẻ hình ảnh con gái của mình mọi lúc mọi nơi. Thậm chí ông xã Đông Nhi còn có thể vừa làm việc và chăm con khiến cho khán giả ngưỡng mộ. Mới đây thì trong vlog mới nhất của mình, Đông Nhi đã chia sẻ là những khoảnh khắc mà ông Cao Thắng tháo vát trong việc dọn nhà và phụ thay tã cho con gái đầu lòng Winnie. Ngoài ra giọng ca Ước ao một mình tôi còn phụ vợ mình lau nhà, trang trí phòng ốc để chào đón Tết Nguyên Đán 2021. Ngoài ra trong đoạn vlog của mình thì ông Cao Thắng còn hài hước chia sẻ rằng sau khi được vợ mình là Đông Nhi giao thử thách làm việc nhà thì vợ mình đã quyết định nhường luôn công việc nhà từ nay về cho ông chồng tội nghiệp này. Còn đâu những ngày tháng thảnh thơi chơi cùng cô công chúa Winnie. Những hình ảnh mà ông Cao Thắng phụ Đông Nhi dọn dẹp nhà và chăm sóc con khiến cho công chúng càng ngưỡng mộ đôi vợ chồng này ngày càng nhiều hơn. Có thể thấy giữa những lùm xùm chuyện tình cảm của Sơn Tùng MTP và Thiệu Bảo Trâm Hải Tú thì cộng đồng mạng trở nên hoang mang. Có rất nhiều người đã mất niềm tin vào tình yêu, có người có cảm giác là không nên yêu một ai, có người suy nghĩ những điều không mấy tích cực. Nhưng giờ đây mọi người hãy nhìn lại những khoảnh khắc đáng yêu của Trường Giang Nhã Phương hay là Đông Nhi ông Cao Thắng, biết đâu sẽ cho mọi người một niềm tin về một gia đình hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, share và đăng ký cho kênh Gia Đình Việt nha.